Này bạn yêu ơi, bạn biết tin gì chưa? Sử dụng ngay 3 hashtag Tết trước cùng Play, Gaming on TikTok và Thành Thơi lướt Tết để chia sẻ các video về game hoặc đời sống xoay quanh Play Together để cùng đón một mùa Tết thật chất nhé. Đây là các hashtag nằm trong chương trình hợp tác của TikTok và Play Together để lan tỏa Play đến cộng đồng trong dịp Tết. Các clip gắn hashtag này sẽ được ưu tiên và phân phối trong dịp Tết 2024 này. Cách thức rất đơn giản. Bạn chỉ cần tạo các video về Play Together và đăng tải trên TikTok với các hashtag Tết trước cùng Play, Gaming on TikTok và Thành Thơi lướt Tết. Bạn có thể đăng tải ngay từ giờ đến hết tháng 2 năm 2024. Khi đăng tải các video này, bạn sẽ có cơ hội nhận được các phần quà đến từ Play Together và TikTok nữa đó nha. Những phần quà vô cùng đáng yêu của Play Together đang chờ bạn. Thông tin chi tiết về quà tặng sẽ được chúng mình thông báo trong thời gian sắp tới. Tết trước cùng Play, Thành Thơi lướt Tết trên TikTok ngay thôi nào!